Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật trưa ngày 16 tháng 2, 2024. Giá mít có sự biến động, kênh cập nhật để bà con tiện theo dõi. Tại Tiền Giang hiện tại kem nhất 24.000, kem nhì 16.000, kem ba 11.000, mít chợ 4.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem nhất 22, kem nhì 15.000, kem ba 10.000, mít chợ từ 3 tới 4.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem nhất 22.000, kem nhì 14.000, kem ba 9.000, mít chợ 3.000. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh, kem nhất 22.000, kem nhì 14.000, kem ba 9.000, mít chợ 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 16.000, kem nhỏ 8.000, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, kem lớn 16.000, kem nhỏ 8.000, mít chợ 3.000. Ở khu vực Tây Nguyên, kem lớn 14.000, kem nhỏ 6.000 và mít chợ là 3.000 đồng. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.